Hi, xin chào mọi người. Ở video lần trước thì mình đã đánh giá chi tiết em Oppo Pen 2 này rồi. Vậy thì trong video ngày hôm nay, để giúp cho mọi người có thể sử dụng chiếc Smart Pen này một cách đơn giản nhất thì mình sẽ làm một clip hướng dẫn sử dụng chi tiết nhất dành cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì let's go. Để có thể kết nối được chiếc vòng đeo tay này với lại điện thoại thì mọi người sẽ tải giúp mình là app HeyTap Health. Sau khi đã tải app về thì mọi người sẽ đăng nhập tài khoản của bản thân. Sau đó là mọi người sẽ kết nối với lại chiếc Oppo Pen 2. Ngoài ra thì mọi người còn có thể kết nối được với rất là nhiều thiết bị khác bằng cách là nhấp vào dấu cộng ở bên trên. Giao diện của app HeyTap Health này rất là dễ sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ có mục sức khỏe, thì ở trong này nó sẽ ghi lại những cái dữ liệu về sức khỏe của chúng ta như là nhịp tim, giấc ngủ, chỉ số căng thẳng, chỉ số SpO2. Tiếp theo ở kế bên sẽ là mục tập thể dục. Thì ở trong mục này chúng ta sẽ có hai mục là đang chạy và đang đi bộ. Thì khi mà mọi người bắt đầu luyện tập với lại vòng đeo tay á thì mọi người sẽ nhấp vào đây, thì ở trên đây nó sẽ có một cái bản đồ giúp vẽ lại đường đi của mọi người. Kế bên thì chúng ta sẽ có mục quản lý, thì ở trong này chúng ta sẽ có đầu tiên là tài khoản của mình nè. Nhấp vào đây chúng ta có thể cài đặt được tài khoản. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút là dấu cộng, thì khi mà bấm vào nút này á mọi người có thể kết nối được thêm với nhiều thiết bị khác. Ở mục này sẽ là mục cài đặt tài khoản. Ở đây chúng ta sẽ có hồ sơ cá nhân để cho mọi người có thể thay đổi giới tính, ngày sinh, chiều cao, cân nặng. Ở bên dưới sẽ là mục chia sẻ dữ liệu. Ở bên dưới này sẽ là mục quyền, thì khi mà mọi người nhấp vào mục quyền này thì mọi người sẽ cho phép app truy cập vào những cái như là bộ nhớ, camera, danh bạ. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng app HeyTap Health một cách hiệu quả nhất. Ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái mục là mặt đồng hồ của tôi. Thì trong mục này nó sẽ giúp cho mọi người có thể lưu trữ được tối đa là 10 mặt đồng hồ nha. Nếu mà mọi người muốn thay đổi một cái mặt đồng hồ khác ấy mà đã đủ rồi ấy thì mọi người phải xóa bớt đi. Thì nếu mà mọi người muốn xóa ấy, mọi người sẽ nhấp vào giúp mình chỗ này là sửa. Đây, nhấp vào đây. Sau đó là nó sẽ có những cái chọn như thế này. Mọi người muốn xóa mặt đồng hồ nào ấy thì mọi người sẽ nhấp vào đó. Ví dụ mình muốn xóa mặt đồng hồ này đi, nhấp vào đây. Sau đó mọi người sẽ nhấp vào xóa. Đó, vậy là xong. Và mọi người muốn thêm mặt đồng hồ khác ấy thì mọi người sẽ nhấp vào chỗ xem thêm. Ở đây sẽ có vô vàn mặt đồng hồ để cho mọi người lựa chọn. Mọi người muốn thêm mặt đồng hồ nào thì mọi người chỉ việc nhấp chọn mặt đồng hồ đó thôi. Ví dụ như là mình muốn thêm mặt đồng hồ này đi, mình nhấp vào đây. Sau đó mình sẽ nhấp vào mục Apply. Sau đó mọi người sẽ đợi khoảng một vài giây để cho mặt đồng hồ tải xuống và apply lên cái chiếc vòng đeo tay của mình. Thì đây là bức ảnh mà mình đã chụp cái bộ outfit của mình ngày hôm nay. Sau khi mọi người chụp xong á, mọi người sẽ nhấp giúp mình là chữ tạo. Đây là những mặt đồng hồ mà AI đã tạo ra cho mình để mà phù hợp với bộ outfit của mình ngày hôm nay. Đây, ví dụ mình chọn mặt đồng hồ này đi. Sau đó mình nhấp chữ thêm ở đây. Sau mọi người sẽ đợi trong một vài phút để cho mặt đồng hồ được áp dụng trên chiếc vòng đeo tay của chúng ta nha. Vậy là xong. Mình thấy cũng rất là nhiều bạn quan tâm về việc làm cách nào để mà thay đổi hình ảnh cá nhân thành mặt đồng hồ đúng không? Thì mọi người sẽ vào giúp mình là phần mặt đồng hồ ở đây. Sau đó là mọi người sẽ kéo xuống, chọn cho mình là cái phần ảnh. Mọi người nhấp vào đây. Sau khi mà mọi người chọn vào đây á, mọi người sẽ đợi một vài phút nha. Đó, sau khi mà nó hiển thị lên thế này, mọi người sẽ nhấp vào dấu cộng. Sau đó là mọi người sẽ chọn cái hình ảnh cá nhân mà mọi người muốn thay là mặt đồng hồ. Ví dụ mình sẽ chọn ảnh này đi, nhấp vào chọn. Sau đó là mọi người nhấp vào nút thêm ở trên này. Mọi người sẽ đợi một vài giây để mà cho cái điện thoại và cái thiết bị đeo tay của chúng ta đồng bộ với nhau. Đó, vậy là xong. Chúng ta đã có thể thay đổi hình ảnh cá nhân thành mặt đồng hồ là được rồi. Ở trong mục này thì sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách thao tác trên chiếc vòng đeo tay. Ví dụ ở đây chúng ta có vuốt xuống để vào trung tâm điều khiển, vuốt sang trái để vào trung tâm sức khỏe, vân vân. Nếu mà bạn nào chưa biết cách thao tác ở trên chiếc vòng đeo tay này thì mọi người sẽ vào mục mẻo trong này để mà có thể làm theo những hướng dẫn. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách hiển thị thông báo ở trên chiếc vòng đeo tay thông minh. Thì ở dưới này chúng ta sẽ có một cái mục là đồng bộ thông báo của điện thoại, mọi người sẽ nhấp vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có là đồng bộ thông báo của điện thoại, thì khi mà mọi người bật cái nút này lên á thì thông báo mà chúng ta nhận trên điện thoại cũng sẽ hiển thị ở trên chiếc vòng đeo tay.
Ở cái mục thứ hai sẽ là khi không đeo thiết bị. Thì bình thường á, nếu mà mọi người không bật cái chế độ này lên á, thì nếu mà chúng ta để cái vòng đeo tay như thế này đi thì nó sẽ không hiển thị thông báo. Còn nếu mà chúng ta bật cái chế độ này lên á, thì cho dù là chúng ta không đeo thiết bị thì thiết bị vẫn sẽ hiển thị thông báo. Ở dưới này sẽ là mục mà khi điện thoại được mở khóa. Thì khi mà mọi người bật tính năng này lên á, thì thông báo cũng sẽ được đồng bộ ngay cả khi màn hình điện thoại không được khóa. Và cuối cùng là tính năng đánh thức màn hình đồng hồ khi có thông báo. Thì tính năng này sẽ giúp đánh thức màn hình đồng hồ khi đồng hồ nhận được thông báo từ một ứng dụng trên điện thoại. Và bây giờ thì mình sẽ bật hết những cái này lên để mà không bị miss thông báo nào hết. Ở bên dưới này là những app mà mọi người cho phép hiển thị thông báo ở trên chiếc vòng đeo tay của mình. Thì ở đây mình đã cho hiển thị những cái app này. Nếu mà mọi người muốn thêm một cái app nào để mà hiển thị thông báo ấy, mọi người chỉ việc nhấp vào cái nút này. Đây, mọi người bật nó lên như thế này. Còn nếu mà mọi người muốn tắt á, thì mọi người cũng sẽ nhấp vào tương tự như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt luyện tập thể dục và theo dõi sức khỏe. Thì mọi người sẽ vào cái mục đây, tập thể dục và sức khỏe, mọi người nhấp vào đây. Ở trong này chúng ta sẽ có là mục tiêu số bước, mục tiêu đốt cháy calo và lời nhắc đứng dậy. Thì mục tiêu số bước nếu mà mọi người muốn đổi thành bao nhiêu bước ấy, thì mọi người sẽ kéo cái thanh này. Ở đây mình muốn đổi lên là 10.000 bước đi. Sau đó mình kéo lên, sau đó mình bấm lưu. Tiếp theo là mục tiêu đốt cháy calo. Thì một ngày mọi người muốn đốt cháy bao nhiêu calo ấy, thì mọi người sẽ cài đặt ở trong này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái là lời nhắc đứng dậy. Thì khi mà mọi người bật cái này lên á, thì khi mà chiếc vòng đeo tay của chúng ta phát hiện là chúng ta ngồi quá lâu ấy, thì nó sẽ hiện lên một thông báo là nhắc nhở chúng ta đứng dậy để mà vận động. Ở bên dưới sẽ là một thông báo về hoạt động hàng ngày. Thì ở trong mục này á, nếu mà chúng ta bật những cái này lên á, thì chiếc vòng đeo tay của chúng ta sẽ thông báo về việc hoàn thành mục tiêu, tiến độ, báo cáo hàng ngày cũng như là báo cáo hàng tuần. Còn nếu mà mọi người không muốn hiện thông báo thì mọi người chỉ việc tắt đi như thế này thôi. Ở bên dưới là mục theo dõi nhịp tim. Thì nếu mà mọi người muốn bật đo nhịp tim 24/24 á, thì mọi người sẽ bật ở đây. Thì khi mà mọi người bật cái tính năng này lên á, thì chiếc vòng đeo tay của chúng ta có thể theo dõi nhịp tim 24/24. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể cài đặt được. Cái này là theo dõi 6 phút một lần, cái này là 2 phút một lần và cái này là theo dõi theo thời gian thật. Thì khi mà mọi người bật tính năng này lên sẽ có một nhược điểm là sẽ gây hao pin nhanh hơn. Ở đây thì mình đang để là 6 phút một lần, có nghĩa là cứ 6 phút trôi qua thì chiếc vòng đeo tay của mình sẽ tự động đo nhịp tim. Tuy nhiên thì nếu mà mọi người để thời gian đo là 6 phút một lần ấy, thì chiếc vòng đeo tay sẽ không hỗ trợ cảnh báo nhịp tim lúc nghỉ ngơi. Đây mọi người có thể thấy là cái phần cảnh báo nhịp tim lúc nghỉ ngơi sẽ không được bật. Còn nếu mọi người để 2 phút một lần hoặc là để theo thời gian thật ấy, thì cái phần cảnh báo nhịp tim lúc nghỉ ngơi sẽ bật lên như thế này. Thì cái phần cảnh báo nhịp tim trong lúc nghỉ ngơi có nghĩa là thiết bị đeo sẽ gửi cho bạn cảnh báo nếu mà nhịp tim trong lúc nghỉ ngơi của bạn cao hơn hoặc thấp hơn mức bình thường. Ở đây thì chúng ta sẽ cài đặt được phần nhịp tim cao và nhịp tim thấp. Thì nhịp tim cao mình đang để là 120 và nhịp tim thấp thì mình đang để là 45. Thì nếu mà nhịp tim của mình vượt quá hai cái ngưỡng số này á, thì chiếc vòng đeo tay sẽ phát ra cảnh báo để mình chú ý về sức khỏe hơn. Ở bên dưới sẽ là cài đặt cảnh báo nhịp tim trong lúc tập thể dục. Thì ở trong này khi mà mọi người bật cái này lên á, thì nếu mà trong quá trình chúng ta luyện tập thể dục mà nhịp tim của chúng ta cao hơn cái mức mà chúng ta cài đặt, thì chiếc vòng đeo tay cũng sẽ phát ra cảnh báo. Ví dụ như là cái phần nhịp tim cao mình đang để là ở mức 200, thì nếu mà trong quá trình mình luyện tập mà nhịp tim của mình cao hơn 200 thì mình cũng sẽ nhận được một thông báo để có thể nghỉ ngơi để mà hạ nhịp tim xuống. Ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái mục là theo dõi sự căng thẳng. Thì khi mà mọi người bật chế độ này lên á, thì thiết bị của chúng ta có thể theo dõi cái chỉ số căng thẳng của chúng ta 24/24 tương tự như là nhịp tim. Bên dưới sẽ là cài đặt những tính năng về giấc ngủ. Ở đây thì chúng ta sẽ có là đánh giá các vấn đề về hơi thở. Thì khi mà mọi người bật chế độ này lên á, thì thiết bị sẽ giúp theo dõi SpO2 của bạn theo thời gian thực cũng như là mức biến thiên của nhịp tim trong lúc mà chúng ta đang ngủ để có thể đưa ra đánh giá về vấn đề hô hấp của các bạn trong khi các bạn đang ngủ. Ở bên dưới sẽ là mục theo dõi SpO2 định kỳ. Thì mình khuyên là các bạn nên bật cái tính năng này lên để cho thiết bị của chúng ta có thể theo dõi được SpO2 của chúng ta trong lúc mà mình đang ngủ. Tiếp theo ở bên dưới thì chúng ta sẽ có cái mục là theo dõi giấc ngủ REM. Thì giấc ngủ REM là một phần rất là quan trọng trong giấc ngủ, giúp tăng khả năng sáng tạo cũng như là củng cố trí nhớ của bạn. Thì khi mà mọi người bật tính năng theo dõi giấc ngủ REM này lên thì cái thời gian ngủ REM của chúng ta cũng sẽ hiển thị trong phần ngủ. Còn nếu mà mọi người không bật cái này lên á, thì cái chỉ số ngủ của chúng ta sẽ có những cái như là giấc ngủ sâu, giấc ngủ nông, chứ không có giấc ngủ REM. Với những bạn nào cần cài đặt lịch trình đi ngủ thì mọi người sẽ nhấp vào cái phần này. Mọi người bật tính năng này lên, sau đó mọi người sẽ nhấp vào cái dấu cộng ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ tự thiết kế thời gian đi ngủ của bản thân. Ví dụ như là giờ đi ngủ mình đang để là 23 giờ và giờ thức dậy của mình sẽ là 7 giờ. Còn mọi người muốn điều chỉnh á, thì mọi người sẽ nhấp vào đây, giờ đi ngủ. Mình sẽ đổi lại thành là... Đây, mọi người kéo cái thanh này. Ví dụ mình muốn để giờ đi ngủ của mình là 22 giờ thì mình sẽ kéo cái thanh như thế này. Đây. Và thời gian thức dậy của mình sẽ là 8 giờ đi. Thì mình cũng sẽ kéo cái thanh này lên.
Vậy là xong. Sau đó mọi người sẽ nhấp OK. Sau khi mà chúng ta đã thiết lập lịch trình đi ngủ ấy, thì cứ đúng 22 giờ thì thiết bị của chúng ta sẽ tự động bật chế độ ngủ lên. Nếu bạn nào muốn cài đặt lịch trình đi ngủ ấy, thì mọi người sẽ nhấp vào đây, phần lịch trình ngủ. Mọi người bật cái này lên, sau đó là mọi người sẽ thiết lập lịch trình đi ngủ của mọi người. Ở đây thì mình đã có thiết lập sẵn một cái rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thiết lập lại nha. Mọi người sẽ thấy cái dấu cộng ở dưới đây đúng không? Mọi người nhấp vào đây. Sau đó là mọi người có thể kéo cái thời gian giờ đi ngủ và giờ thức dậy của bản thân. Ví dụ như là giờ đi ngủ đi, mình muốn để giờ đi ngủ của mình là 23 giờ, mình sẽ kéo cái thanh này ngược lại đây. Còn giờ thức dậy mình muốn để là 7 giờ, mình sẽ kéo nó lên như thế này. Đây đúng mức 7 giờ. Ở trên này thì sẽ là những ngày áp dụng cái lịch trình đi ngủ này. Thì ở đây mình đang có là thứ bảy chủ nhật. Nếu mà mọi người muốn thêm á, mọi người chỉ việc nhấp vào, mọi người nhấp vào như thế này. Sau đó mọi người sẽ nhấp vào phần OK. Vậy là chúng ta đã có thể tạo được một cái lịch trình đi ngủ của bản thân rồi. Thì khi mà chúng ta đã thiết lập lịch trình đi ngủ của bản thân á, thì cứ tới đúng giờ đi ngủ là 23 giờ 05 phút, thì chiếc vòng đeo tay của chúng ta sẽ tự động bật chế độ ngủ lên, giúp giãn độ sáng màn hình lại. Ở bên dưới là mục cài đặt bổ sung. Thì trong mục này chúng ta sẽ có những cái như là mục tiêu ngủ, chế độ ngủ dựa trên lịch trình ngủ, lời nhắc về giấc ngủ. Thì khi mọi người bật lời nhắc này lên thì chiếc vòng đeo tay sẽ hiển thị một lời nhắc về việc chúng ta nên đi ngủ vào cái thời gian đó. Chẳng hạn như là mình đang để là nhắc tôi 15 phút trước giờ đi ngủ, thì mọi người muốn cài đặt nhắc trước bao nhiêu phút thì mọi người chỉ việc nhắc vào đây, mọi người kéo như thế này. Ví dụ như là mình sẽ là nhắc tôi 30 phút trước khi đi ngủ đi, mọi người nhắc vào đây, mọi người sẽ bấm đã hiểu. Vậy thì cứ trước 30 phút ấy thì chiếc vòng đeo tay của mình sẽ hiển thị thông báo là mình cần đi ngủ trong khoảng 30 phút sắp tới. Thì khi mà thiết bị đã phát hiện bạn đang ngủ ấy thì nó sẽ tạm dừng phát lại nhạc ở trên điện thoại, rất là tiện lợi. Ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái mục là cài đặt cho việc tập thể dục. Thì trong này sẽ có hai mục là tự động tạm dừng và tự động phát hiện tập thể dục. Thì khi mà mọi người bật cái chế độ là tự động tạm dừng này lên, thì trong lúc mà chúng ta đang tập luyện mà chúng ta dừng lại á, thì thiết bị cũng sẽ phát hiện ra và dừng lại để đảm bảo thông số tập luyện của chúng ta được tốt hơn. Cái thứ hai là tự động phát hiện tập thể dục. Thì chiếc đồng hồ này sẽ có một cái tính năng là phát hiện được các bài tập mà chúng ta luyện tập, gồm có 4 môn là chạy bộ, đi bộ, chèo thuyền. Và đó là xong có phần cài đặt luyện tập thể dục và sức khỏe. Ở bên dưới mục cập nhật thiết bị, chúng ta sẽ có thêm một mục cuối cùng, đó chính là mục thêm. Thì đầu tiên ở trong mục này chúng ta sẽ có mục là tìm thiết bị. Thì ví dụ như là ở trên chiếc vòng đeo tay sẽ có là tìm điện thoại, còn ở trên điện thoại sẽ có một cái mục là tìm chiếc vòng đeo tay này. Thì ví dụ như là mọi người để quên ở trên bàn, là ở trên nệm mọi người không tìm được ấy, mọi người sẽ vào mục thêm, mọi người nhấp vào mục tìm thiết bị, sau đó mọi người sẽ nhấp vào bắt đầu. Thì khi mọi người nhấp vào cái này á, thì cái thiết bị chúng ta sẽ rung lên. Đó, mọi người có thể thấy nó đang rung ấy. Đấy, thì khi mà nó phát tiếng rung như vậy thì giúp chúng ta tìm được tốt hơn. Có một điểm hơi buồn đó chính là cái phần này nó không phát ra âm thanh để mình có thể tìm một cách dễ dàng hơn ấy mọi người, nó chỉ rung thôi. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt một trung tâm điều khiển. Mọi người sẽ vào cái mục tùy chọn ở đây. Thì cái trung tâm điều khiển ấy là khi mọi người vuốt xuống như thế này, thì đây được gọi là cái mục trung tâm điều khiển. Thì ở trong này mọi người sẽ nhấp vào cái chỗ này. Đây thì mọi người có thể sắp xếp lại thứ tự của mục trung tâm điều khiển này. Ở đây thì đang có là cái phần tăng chỉnh ánh sáng ở mục đầu tiên đúng không? Bây giờ mình sẽ cho cái mục là tìm điện thoại của tôi lên đầu tiên đi. Mọi người sẽ nhấp giữ cái dấu ba gạch chỗ này, mọi người kéo lên đầu. Sau đó mọi người bấm đã hiểu. Đó là mọi người có thể thấy là trên này nó sẽ thay đổi như thế này. Bây giờ là cái mục tìm điện thoại đang ở đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mục là cài đặt thứ tự của ứng dụng. Thì mọi người nhấp vào đây. Mục ứng dụng là khi mà chúng ta vuốt qua bên phải như thế này thì được gọi là cái mục ứng dụng menu. Thì thứ tự của nó đang là mục tập luyện ở trên đầu, rồi bản ghi tập luyện ở sau đúng không? Thì bây giờ mọi người muốn cái nào nó ở lên đầu ấy thì mọi người cũng chỉ việc nhấp vào cái dấu ba gạch đó và kéo lên thôi. Ví dụ như là mình muốn đo nhịp tim ở lên đầu đi, mình sẽ kéo lên như thế này. Đó, mọi người muốn thay đổi thứ tự nào để mà mọi người có thể tiện thao tác và tiện tìm kiếm thì mọi người chỉ việc sắp xếp theo ý của mọi người thôi. Đây, mình sẽ kéo lên như thế này đi. Đó, slip thì mình cũng sẽ kéo lên sau có mục đo nhịp tim. Sau khi mọi người đã thay đổi xong ấy, mọi người sẽ nhấp đã hiểu. Đó, đây là cái thiết bị của chúng ta đã tự động đổi theo cái thứ tự mà chúng ta đã sắp xếp như thế này. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có mục là tự động khởi chạy trình điều khiển nhạc. Thì khi mà mọi người bật tính năng này lên ấy, thì nếu mà chúng ta phát nhạc ở trên điện thoại thì thiết bị của chúng ta sẽ tự động chuyển qua một cái mục là trình điều khiển nhạc ở trên chiếc vòng đeo tay. Mình sẽ thực hiện thử cho mọi người xem nha. Thì khi mà mình bắt đầu phát nhạc ở trên điện thoại á, thì trên mặt đồng hồ sẽ hiển thị một cái trình điều khiển nhạc màu đỏ nhỏ trên này. Đây, nó sẽ hơi khó thấy một tí. Nhưng mà khi mọi người bấm vào đây á,
thì nó sẽ tự chuyển qua cái mục là điều khiển nhạc như thế này luôn. Ví dụ là như là mình muốn tăng loa đi, mình sẽ nhấp vào đây, kéo này lên. Còn mọi người muốn chuyển bài, mọi người sẽ nhấp vào đây. Còn nếu mà mọi người muốn dừng lại, mọi người sẽ bấm vào đây như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cài đặt thời tiết ở trên chiếc điện thoại của mình. Thì mọi người sẽ nhấp vào mục thời tiết ở dưới đây. Sau đó là mọi người sẽ cài đặt cái thay nhiệt độ là độ F hoặc là độ C. Ở bên dưới sẽ là thành phố mặc định. Thì cái thành phố mặc định này thì khi mà mọi người bật GPS lên á thì nó sẽ hiển thị cái thành phố mà mình đang ở. Hoặc là mọi người cũng thể tự chọn cái thành phố nào mọi người muốn xem thời tiết ở đó. Ví dụ như là mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ để là thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây, thì khi mà mình để thành phố Hồ Chí Minh á thì chiếc vòng đeo tay của mình sẽ hiển thị thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh như thế này đây. Đây có đầy đủ các thông số về nhiệt độ này, rồi trời nhiều mây hay là ít mây, rồi chỉ số tia UV, rồi than sức gió cũng sẽ được hiển thị đầy đủ ở đây. Nếu mà mọi người muốn thay đổi thành phố ấy thì mọi người sẽ nhấp vào chỗ này. Sau đó mọi người chọn bất kỳ thành phố nào cũng được. Ví dụ như là mình để New York đi. Nếu mà mọi người muốn hủy ghép nối giữa thiết bị của chúng ta và cái điện thoại á thì mọi người sẽ vào mục thêm ở dưới này, sau đó là bấm vào hủy ghép nối. Vậy đó là hướng dẫn sử dụng app Hey TapHealth ở trên điện thoại để giúp cho chúng ta có thể sử dụng và đồng bộ đối với chiếc vòng đeo tay thông minh của mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người các thao tác để mà sử dụng chiếc Oppo Band 2 này. Đầu tiên sẽ là những thao tác vuốt chạm cơ bản ở trên chiếc vòng đeo tay này. Thì khi mọi người vuốt xuống thì chúng ta sẽ vào mục là trung tâm điều khiển. Thì trong mục trung tâm điều khiển này chúng ta sẽ có là tìm điện thoại này. Ở bên này sẽ là mục tăng giảm độ sáng. Đây. Ở bên này sẽ là mục cài đặt chế độ ngủ. Còn cái này sẽ là cài đặt chế độ không làm phiền. Cái này là đèn pin và cái này sẽ là ra vào mục cài đặt. Khi mà mọi người vuốt lên như thế này thì chúng ta sẽ vào mục là thông báo. Ở đây thì nó sẽ hiển thị những cái thông báo mà chúng ta chưa có check ấy. Thì khi mà chúng ta nhấp vào cái thông báo này á thì khi mà chúng ta thoát ra lại thì cái thông báo nó sẽ mất. Đó, khi mà chúng ta vuốt qua bên này sẽ là cái mục này là lại. Thì khi mà chúng ta vuốt qua bên trái sẽ là mục tiện ích. Thì ở đây là chúng ta sẽ có mục hoạt động này, theo dõi giấc ngủ, theo dõi nhịp tim. Đây. Còn khi mà chúng ta vuốt qua bên phải như thế này thì chúng ta sẽ vào mục menu. Ở trong mục cài đặt thì đầu tiên chúng ta sẽ có mục là hiển thị màn hình. Thì khi mọi người nhấp vào đây á, chúng ta sẽ có cái đầu tiên là nhấc lên để đánh thức. Thì mọi người sẽ bật cái nhấc lên để đánh thức này. Thì khi mọi người nâng cổ tay lên á thì cái màn hình nó sẽ tự động sáng. Thì ở bên dưới nó sẽ có một cái là lên lịch để mà nhấc cổ tay và sáng màn hình. Thì cái mục lên lịch này là để giúp chúng ta tiết kiệm pin hơn. Tại vì có thể là trong lúc ngủ mà chúng ta quơ tay á thì cái màn hình nó cũng sẽ tự động sáng gây hao pin hơn. Thì mình có thể đặt thời gian là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của cái tính năng này. Thì cái thời gian bắt đầu sẽ là cái thời gian mà người ngủ dậy. Ví dụ như là mình sẽ để là 7 giờ đi. À không, 8 giờ đi, 7 giờ thì hơi sớm đối với mình. Đây, 8 giờ. Còn cái thời gian để mà kết thúc ấy thì mọi người sẽ để là cái thời gian mọi người bắt đầu đi ngủ. À không, cái thời gian mà thường mọi người hay bắt đầu đi ngủ ấy thì mình sẽ để 23 giờ. Thì trong cái thời gian là từ 8 giờ cho đến 23 giờ. Thì trong cái khoảng thời gian là từ 8 giờ cho đến 23 giờ ấy thì khi mà chúng ta nâng cổ tay lên thì cái màn hình nó sẽ tự động sáng. Còn qua cái thời gian đó rồi thì có nghĩa là trong lúc mà chúng ta ngủ ấy thì cho dù mà chúng ta có quơ tay như thế nào thì màn hình cũng sẽ không bật lên. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm pin được tốt hơn. Thì ngoài việc nâng cổ tay sáng màn hình ra thì chúng ta vẫn còn một cách để mà cho màn hình bật sáng nữa, đó chính là nhấn vào màn hình. Thì ở bên dưới sẽ là một nhấn để đánh thức. Thì trong này nó sẽ có hai cái lựa chọn cho mọi người. Đầu tiên là nhấn một lần để đánh thức và thứ hai là nhấn hai lần để mà đánh thức. Thì mình đang để là nhấn một lần để mà đánh thức thì mình chỉ cần chạm một cái vào màn hình thôi là màn hình đã tự động sáng. Còn nếu mà mọi người để hai lần ấy thì mọi người sẽ double tap vô thì màn hình sẽ tự động sáng lên. Ở bên dưới chúng ta sẽ có mục là cài đặt độ sáng màn hình. Thì sẽ có 6 mức độ sáng màn hình. Mức độ số 6 là mức độ sáng cao nhất. Và mức độ số 1 là mức độ sáng thấp nhất. Đây. Khi mà để số 1 thì nó tối thui luôn mọi người.
Và khi mà mình để qua số 6 thì nó sẽ rất là sáng. Thì mọi người cài đặt tùy theo cái môi trường mọi người đang ở. Ví dụ như là khi mà mọi người đi ra trời nắng gắt ấy, thì mình nghĩ là nên để ở mức số 6 để mà có thể nhìn rõ. Và khi mà mọi người ở trong bóng tối ấy, thì nên để ở mức tầm số 4 hoặc là số 3 thôi, để cho cái ánh sáng nó không bị quá gắt. Ở bên dưới phần độ sáng sẽ là mục tự động tắt màn hình. Thì đây là cái mục cài đặt thời gian tắt của màn hình. Thì sẽ có những cái như là 5 giây, 10 giây, 50 giây, 60 giây. Thì khi mà mọi người để cái thời gian tắt càng lâu ấy, thì nó sẽ gây hao tổn pin nhanh hơn. Thì nếu mà mọi người muốn tiết kiệm pin hơn ấy, thì mình khuyên là mọi người nên để tầm 5 giây hoặc là 10 giây thôi, chứ không cần để nhiều. Ở bên dưới phần màn hình thì chúng ta sẽ đến với cái mục là cài đặt chế độ rung. Thì ở trong này chúng ta sẽ có hai cái là rung cho thông báo và thời gian rung. Thì rung cho thông báo này sẽ là cái cường độ rung. Thì sẽ có ba cường độ là yếu, trung bình và mạnh. Thì khi mọi người chọn yếu thì nó sẽ rung nhẹ, trung bình thì sẽ rung mạnh vừa, và chọn rung mạnh thì sẽ rung rất là mạnh để cho mọi người có thể chú ý tới thông báo. Ở bên dưới chúng ta sẽ có mục là cài đặt thời gian rung cho báo thức và hẹn giờ. Thì khi mà mọi người cài đặt báo thức ở trên chiếc vòng đeo tay của chúng ta ấy, thì cái thời gian rung sẽ là 30 giây. Mọi người có thể kéo lên thời gian dài hơn là 60 giây, hoặc là kéo thời gian ngắn hơn là 5 giây. Thì chúng ta sẽ có những mức là 5 giây, 15 giây, 30 giây và 60 giây. Mọi người muốn để ở mức nào thì mọi người sẽ kéo xuống mức đó, sau đó mọi người sẽ nhấp vào OK. Còn ở bên dưới sẽ là thời gian hẹn giờ. Thì khi mà cái thời gian hẹn giờ đã hết ấy, thì cái thiết bị này nó sẽ rung lên. Thì cũng tương tự như là cái báo thức thôi, nó cũng sẽ có những mức như là 5 giây, 15 giây, 30 giây và 60 giây. Mọi người muốn thiết bị rung trong vòng bao lâu thì mọi người sẽ kéo vào cái thời gian đó, sau đó mọi người sẽ nhấp vào OK. Ở bên dưới phần rung sẽ là mục không làm phiền. Thì khi mà mọi người bật cái chế độ không làm phiền này lên á, thì chiếc vòng đeo tay sẽ không còn rung khi mà có thông báo nữa. Thì sẽ có hai cách bật. Đầu tiên là mọi người sẽ bật trong menu giống như mình như thế này, hoặc là mọi người có thể vuốt vào cái phần điều khiển. Đây, mọi người vuốt xuống, mọi người thấy cái dấu mặt trăng ở đây đúng không? Mọi người bật vào đây. Là khi mà mọi người bật cái vào trong đó ấy, thì nó sẽ có hiển thị là bật trong nửa giờ, bật trong 1 giờ, bật trong 8 giờ và luôn bật. Thì mình để trong 1 giờ đi. Thì khi bật chế độ này lên thì thông báo tới nó sẽ không hiển thị và cũng không rung, để mà tránh làm phiền mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mục là cài đặt chế độ ngủ. Thì khi mà mọi người bắt đầu đi ngủ ấy, chúng ta sẽ bật cái chế độ này lên. Ở trong phần cài đặt như thế này, thì khi mà chúng ta bật lên á, thì màn hình sẽ tự động giảm độ sáng. Và khi mà chúng ta tắt thì màn hình sẽ tự động sáng trở lại. Ở bên dưới thì sẽ có một cái mục là tự động phát hiện. Thì khi mà chúng ta bật tính năng này lên á, thì vòng đeo tay của chúng ta sẽ tự động phát hiện lúc mà chúng ta đi ngủ, và cái chế độ ngủ sẽ tự động bật lên. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt ngôn ngữ, cài đặt định vị giờ cũng như là vân vân những thứ khác. Thì mọi người sẽ nhấp vào cho mình là cái mục cài đặt khác ở chỗ này. Ở trong này chúng ta sẽ có đầu tiên là thông báo ngắt kết nối với Bluetooth. Thì khi mà mọi người bật tính năng này lên á, thì lúc mà cái Bluetooth bị ngắt kết nối thì nó sẽ hiển thị thông báo để chúng ta có thể biết được. Ở bên dưới chúng ta sẽ có mục là chế độ dưới nước. Thì mọi người cũng biết là trong lúc mà chúng ta đi bơi ấy, thì cái phần nước nó cứ dập dìu, nó thao tác vào cái màn hình như thế này nè. Thì nó cũng sẽ khiến cho cái màn hình bị trượt hoặc là bị những cái thao tác mà mình không mong muốn. Ở bên dưới chúng ta sẽ có cái mục là cài đặt tay đeo. Thì ở đây sẽ có là tay trái và tay phải. Nếu mọi người đang đeo tay trái thì mọi người sẽ chọn vào tay trái. Còn nếu mà mọi người muốn đổi sang tay phải á, thì mọi người sẽ nhấp vào phần tay phải. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai mục là cài đặt định dạng thời gian và cài đặt ngôn ngữ. Thì cài đặt định dạng thời gian này sẽ là định dạng 12 giờ hoặc là 24 giờ. Mình đang để là định dạng 24 giờ. Còn nếu mọi người đặt về 12 giờ ấy, thì nó sẽ hiển thị định dạng là 12 giờ như thế này. Đây thì nó sẽ đổi lại thành là 3 giờ 20 phút như thế này. Còn nếu mà mọi người để định dạng là 24 giờ ấy, thì nó sẽ để là 15 giờ. Đó. Đây, nó sẽ để ra thành là 15 giờ 20 phút như thế này đây. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có cái mục là cài đặt ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ mình đang để là tiếng Việt. Thì nếu mà mọi người muốn chuyển sang ngôn ngữ khác ấy, thì mọi người sẽ nhấp vào đây và chọn cái ngôn ngữ mà mọi người muốn chuyển. Ví dụ là mình muốn chuyển qua tiếng Anh đi, mình sẽ bấm vào English. OK. Đợi một vài giây để mà cái thiết bị của chúng ta chuyển về ngôn ngữ tiếng Anh. Đó, mọi người có thể thấy là tất cả những cái tiêu đề đều đã được chuyển thành tiếng Anh như thế này. Để reset thiết bị hoặc là tắt nguồn thì mọi người cũng sẽ vào mục cài đặt khác. Sau đó mọi người kéo xuống. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có những mục là đặt lại về mặc định. Thì sau khi mà bạn nhấp OK ấy, thì tất cả những dữ liệu sẽ bị xóa và bạn cần phải ghép đôi lại với lại điện thoại. Nếu mà mọi người muốn khởi động lại thiết bị á, thì mọi người sẽ nhấp vào đây, sau đó là nhấp OK. Thì mình thấy cái mục này sẽ dành cho những bạn nào mà có thiết bị bị lỗi một cái phần nào đó ấy, thì mọi người sẽ nhấp vào đây khởi động lại thiết bị.
Tiếp theo chúng ta sẽ có cái mục là thông tin vòng đeo tay, thông tin quy định và đang kết nối với lại điện thoại. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt báo thức nha. Thì mọi người sẽ vào mục menu, sau đó là nhấp vào mục báo thức này. Sau đó mọi người sẽ nhấp vào phần thêm. Đây, mọi người muốn đặt báo thức là, ví dụ như là mình muốn đặt báo thức là 7 giờ sáng mai đi, mình sẽ kéo tới 7 giờ. Mình sẽ kéo tới 7 giờ như thế này. Sau đó là mọi người sẽ nhấp vào phần tiếp theo. Và mọi người sẽ cài đặt là cái báo thức này dành cho hàng ngày, một ngày hay là dành cho ngày thường hoặc là cuối tuần, hoặc là tùy chỉnh cũng được. Thì mình sẽ để là hàng ngày đi, sau đó mình sẽ bấm tiếp theo, vậy là xong. Nếu mà mọi người muốn bật cái báo thức nào lên á, mọi người sẽ nhấp vào cái này. Còn nếu mà mọi người muốn tắt á, thì mọi người cũng chỉ việc nhấp vào cái biểu tượng như thế này thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có tính năng là hẹn giờ và đồng hồ bấm giờ. Thì với mục hẹn giờ ấy, thì chúng ta sẽ có sẵn là 2 phút, 5 phút, 10 phút và 15 phút. Hoặc là chúng ta cũng có thể tùy chỉnh cái thời gian hẹn giờ. Ví dụ như là mình muốn để là 3 phút đi. Mình sẽ kéo xuống số 3, sau đó là mình bấm bắt đầu. Thì sau 3 phút thiết bị sẽ rung lên báo hiệu là đã hết thời gian. Ở bên dưới chúng ta sẽ có cái mục là đồng hồ bấm giờ. Thì khi mà chúng ta bấm bắt đầu ấy, thì thiết bị của chúng ta sẽ biến thành một chiếc đồng hồ bấm giờ như thế này. Nếu mà mọi người muốn dừng lại á, thì mọi người sẽ bấm tạm dừng. Còn mọi người muốn đếm thì mọi người sẽ bấm vào phần đếm. Thì nó sẽ có một cái lần như thế này. Còn mọi người muốn tạm dừng, mọi người bấm vào như thế này. Trên thiết bị này có một cái tính năng, đó chính là lời nhắc uống nước. Thì để cài đặt việc nhắc nhở uống nước ấy, thì mọi người sẽ nhấp vào đây. Nhấp vào cái cây. Mọi người sẽ nhấp vào đây. Sau đó là mọi người sẽ bấm vào cái phần là đặt mục tiêu. Thì một ngày mọi người đặt mục tiêu là uống bao nhiêu lít nước thì mọi người sẽ kéo tới đó. Mình sẽ đặt mục tiêu là 2.000 lít một ngày đi. Mình sẽ kéo tới số 2.000ml như thế này, bấm tiếp theo. Thì chúng ta sẽ bật cái nút là lời nhắc này lên. Thì cứ tới cái thời gian uống nước ấy, thì đây sẽ là khoảng thời gian nhắc nhở. Thì cứ 2 tiếng sẽ nhắc một lần, hoặc là mọi người muốn để là 1 tiếng một lần thì mọi người sẽ kéo xuống số 1 như thế này. Thế là bấm OK. Thì cứ cách 1 tiếng thì chiếc vòng đeo tay của chúng ta sẽ nhắc nhở chúng ta việc đi uống nước. Nếu mà mọi người muốn thay mặt đồng hồ trực tiếp ở trên chiếc vòng đeo tay á, thì mọi người sẽ nhấn giữ vào mặt đồng hồ như thế này. Đó, mọi người chỉ việc lướt và chọn những cái mặt đồng hồ mà chúng ta đã lưu trước đó. Đây, mình muốn đổi thành mặt này đi, nhấp vào đây. Hoặc là nếu mà mọi người muốn đổi thành ảnh của bản thân ấy, thì mọi người sẽ nhấp vào cái mục cuối cùng là cái mục này. Đó, vậy là xong. Tiếp theo thì mình sẽ tới tính năng nhận tin nhắn cũng như là cuộc gọi ở trên chiếc Mi Band này. Thì đây, khi mà có tin nhắn tới như thế này á, thì nó sẽ rung lên một cái để cảnh báo cho chúng ta. Thì mọi người có thể thấy á, là cho dù là tin nhắn dài như thế này nhưng mà vuốt vẫn rất là mượt mà. Tuy nhiên thì chiếc Oppo Band 2 này sẽ có một cái nhược điểm là không hỗ trợ trả lời tin nhắn nhanh nha. Đối với những cuộc gọi thường như thế này á, thì chiếc vòng đeo tay sẽ hỗ trợ hiển thị tên người gọi này, số điện thoại này, nhưng mà chỉ hiển thị một cái nút là nút từ chối cuộc gọi thôi, chứ không có nút nhận cuộc gọi hay là trả lời tin nhắn nhanh đâu nha mọi người. Đây, nếu mọi người muốn từ chối cuộc gọi á, mọi người sẽ nhấp vào nút này. Và trên đây là những hướng dẫn của mình để giúp cho mọi người có thể sử dụng chiếc Oppo Band 2 này một cách dễ dàng hơn. Nếu thích video này, hãy để lại một like và một subscribe. Và đừng quên nhấn nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video sắp tới của tụi mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye và chúc mọi người có thể sử dụng được chiếc Oppo Band 2 này một cách ok nhất nha.